Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 2.1 token cần cái Hydro, một token sàn chất swap các bạn, để mình qua mình check thông tin bên sàn các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Rồi, 2.1 token cần rồi 2.1 token cần Hydro khoảng giá đổi KT swap KT đến khoảng là 8 credit nha các bạn. Rồi để tham gia dán quản lý chi phần link mô tả của video, mình mở cái Telegram ra bấm nút start chat bot nè. Các bạn chờ lót dán chút xíu nha các bạn. Mình thì phải làm những dán mà tốc cần đánh lít sàn nha các bạn. Rồi các bạn lướt bấm vào continue nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp tra 62. 60 cộng 2 bằng 62. Rồi các bạn gỡ vào nha bạn. Khói nha các bạn. Rồi để tham gia đi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn có những kênh group nữa đó các bạn. Rồi, join kênh group, kênh seller nữa. Các bạn, chờ bạn em. Cho anh chờ mình chút xíu các bạn. Rồi, các bạn join vào các bạn. Các bạn mất rồi. Rồi, nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow theo word nè. Theo word các bạn ơi, nên mình mới tạo một cái theo word mới đang hướng dẫn các bạn tiếp theo, các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn theo dõi, các bạn like cho nó 1-2 bài, đừng có tự quýt lên các bạn. Đây thì những cái theo word các bạn tăng những người bạn nào thì thường thường tăng những người bạn đó thôi các bạn. Các bạn tăng bậy bạ là nó sẽ phá theo word của bạn các bạn. Tại vì bầu cử ở bên nước bên Mỹ, bên nước ngoài quá. Rồi bạn bắt đập lên các bạn. Rồi, tôi cần lấy chất của app nữa. Rồi bạn bấm don nha các bạn. Rồi, bấm đoàn tiếp nha bạn. Chính mình đang sắp sửa máy, cái máy mình qua cũng đang nâng cấp nên mà nhìn sao mà lóc chả yếu như ta. Rồi, các bạn điền lại cái usin em theo word cho nó nha các bạn. A cộng. Theo word của mình nay MMO học anh đúng không ta. Rồi các bạn gửi cho bot nha bạn. Tao quên của mình nay ship bot gửi chưa được, mới tạo lại một cái. Rồi bấm don nha bạn. Rồi các bạn mở đi link ra các bạn nha bạn. Sau khi tự động thì nó sẽ này chạy với John lên. Mình thì sẽ cố gắng làm những nguồn ngay gấp 6 các bạn chứ. Mình chờ một nguồn ngay gấp 6 mà nhiều dán quá nó không về cũng vậy. Cố gắng các bạn. Rồi vì các bạn đã nhận được 2.1 tục cần Hydro rồi. Các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Đây thì bấm bụi set đi. Rồi, con này đây có thông tin gì mình cập nhật sau cho tất cả các bạn từ việc rút tiền hoặc là tự động phân phối nha các bạn. Mình sẽ như tự động phân phối thôi nhưng mà có rút tiền thì mình sẽ cập nhật một cái video clip tiếp theo tới mình nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tới mình nha.